để em mời chị xuống dưới luôn á. Alo. Hỏi cái giá trong chuyện thôi, còn cái giá mà ở trong này đi thì sao để ấy thông tin nó được. Nha. À. Thì hỏi anh giá đó đi bao nhiêu tấn đó, đi bao nhiêu tiền. Rồi sao ống lộn như vậy? Như đầu rối thì có gì đâu, điện cho xe trung chuyển này cho rối như đâu. Coi thế.
Đó, đó, đó. Tao đang đợi hả? Sao không thấy ai gọi vậy tao? Lấy cái điện thoại ấy, giùm em với. Điện thoại bên phòng bên kia sao? Mở mật khẩu. Mở đi. Kêu Huyền mở giùm. Huyền mở điện thoại đi. Rồi vô Zalo. Gọi giùm em. Chú đang đợi dưới chị. Kêu gửi cho Nhi Thảo hả? Đợi hàng như quả mười.